Độc lạ Trung Hoa, người đàn ông Trung Quốc dành cả thanh xuân để chứng minh Việt Nam không nghèo. Thời gian qua có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi nhiều người Trung Quốc vẫn cho rằng Việt Nam là đất nước nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển. Thậm chí có một số tin đồn còn cho hay Việt Nam chưa có điện hay là sang Việt Nam thì vô cùng nguy hiểm. Sau nhiều hồi combat nảy lửa giữa dân mạng hai nước, mới đây một người đàn ông Trung Quốc đã mạnh dạn đứng về phía Việt Nam, dành cả thanh xuân để làm video giới thiệu với đồng bào mình. Rằng thì là Việt Nam không hề nghèo nhá. Người đàn ông này là A Tống, có lẽ đã trải qua khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong thời gian dài, nên anh có thể nói tiếng Việt và cũng có nhiều bạn bè người Việt nữa. Anh đã quay rất nhiều video để chứng minh sự phát triển giàu có của Việt Nam, như là những căn biệt thự bề thế, những dàn siêu xe của người Việt hay những nhà hàng mà anh từng ghé qua. Clip nào cũng chỉ để chứng minh mỗi một điều, rằng Việt Nam không có nghèo như mọi người vẫn tưởng. Hiện tại, chân chân là thủ hào của mình xem, đây chính là Việt Nam thủ hào gia đình. Xin chào các bạn. Các bạn xem có biết ở đây là ở đâu không? Quán này đẹp lắm. Rất nhiều người Việt đã thích thú với đoạn clip của anh, thậm chí còn đùa rằng chắc anh phải theo đuổi content này đi khắp Việt Nam để chứng minh đến già hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.